Thưa quý vị, xác định giáo dục mầm non là cấp học đầu tiên đặt nền móng cho sự phát triển về thể chất, trí tuệ, tình cảm, thẩm mỹ của trẻ. Những năm qua, các trường mầm non trên địa bàn thành phố đã được quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, chủ động đổi mới, nâng cao chất lượng công tác nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục, góp phần tạo môi trường học tập để trẻ phát triển toàn diện. Đầu năm 2023, công trình trường mầm non Hoa Phượng Đỏ, phường Hải Châu 2, quận Hải Châu với tổng mức đầu tư hơn 34 tỷ đồng chính thức được đưa vào sử dụng. Với 4 tầng, 16 phòng học, 5 phòng chức năng khang trang hiện đại, sân trường rộng rãi, sạch đẹp. Ngôi trường gần 50 năm tuổi khoác lên mình bộ áo mới, mang lại động lực cho giáo viên tiếp tục phấn đấu nâng cao chất lượng dạy học. Trong mấy năm dịch đó thì cái trường mờ cũng xuống cấp nhiều. Cơ sở hạ tầng đó là nó không đảm bảo về an toàn, và cũng nhờ sự quan tâm của các cấp lãnh đạo nên nhờ trường Hoa Phượng Đỏ cũng đã có được một cái môi trường khang trang như ngày hôm nay, tạo được nhờ các cô á cũng tạo được cái môi trường để cho giáo dục trẻ và tạo được môi trường thân thiện hạnh phúc. Như mình thấy là cái môi trường xung quanh đây rất là khang trang, phụ huynh rất là thích, các cháu cũng rất là thích, hào hứng khi đến trường lắm. Trong những năm qua, với số lượng trẻ càng lúc càng tăng cao, nhất là ở những khu vực tập trung đông công nhân lao động, hệ thống giáo dục mầm non công lập của thành phố Đà Nẵng đã được đầu tư mạnh mẽ. Bên cạnh cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại, giáo viên mầm non cũng đã chủ động đổi mới, nâng cao chất lượng dạy học, lấy trẻ làm trung tâm. Với những đồ dùng thiết bị dạy học còn thiếu, các trường tích cực huy động giáo viên tự làm từ những nguyên vật liệu gần gũi, dễ kiếm mà vẫn đảm bảo yêu cầu phát triển trẻ. Trường mầm non Măng Non thì hiện tại là có đến 5 điểm trường, cũng khó khăn trong vấn đề công tác quản lý. Tuy nhiên thì tập thể hội đồng sư phạm cũng đã khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ trong mỗi năm học của nhà trường. Bên cạnh đó thì cũng được sự quan tâm của các lãnh đạo đã đầu tư cải tạo cũng như là xây dựng mới tất cả các điểm trường. Đến nay hiện tại thì các điểm trường ngày càng khang trang. Thành phố Đà Nẵng hiện có 208 trường mầm non, trong đó có 71 trường công lập. Sự đầu tư và quan tâm tích cực đối với giáo dục mầm non đã góp phần giúp nâng cao chất lượng dạy học. Bên cạnh đó, các dự án đầu tư xã hội hóa đã huy động tốt nguồn lực xã hội cùng tham gia trong sự nghiệp giáo dục. Sở Giáo dục và Đào tạo đang cùng với các ngành khảo sát tiếp tục ưu tiên đầu tư triển khai, thực hiện các dự án về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học dành cho ngành giáo dục mầm non.